giải phóng miền Nam năm 75 đến năm 80, cô Huệ mới mất. Bác thì yên nghỉ vĩnh hằng ở trong lăng, còn nấm mộ cô Huệ ở chỗ nào đến nay ta chưa tìm thấy. Đấy là một điều ân hận. Cô Huệ kém bác Hồ của chúng ta 3 tuổi. Kém bác 3 tuổi. Bác sinh năm 1890 mà cô Huệ là 1893 năm. Nhưng cô Huệ lại mất sau bác Hồ 11 năm. Mà trước khi mất đấy, trước khi mất bác vẫn còn hỏi tin cô Huệ. Thì đủ hiểu rằng là tình cảm của bác đằm thắm sâu sắc đến như thế nào.